Trong hiệp 1 thì Malaysia với trang phục áo vàng, quần vàng và tất vàng sẽ bảo vệ trận giành bên phía tay phải màn ảnh quý vị các bạn. Trong khi các cầu thủ U22 Singapore ra sân với trang phục truyền thống áo đỏ, quần đỏ và tất đỏ. Ngày hôm nay thì Singapore đưa ra sân những cái tên như sau. Thủ thành mang áo số 18 Bin Mohamed Aziz, số 2 Bin Sanizan, số 5 Ziazunteo. Ôi, không vào. Đội rất ngon ăn dành cho cầu thủ Malaysia. Về với tuyệt điểm đó là số 5 Harit. Bóng đã đi đúng với cái tầm chân trái của Harit. Rất đáng tiếc là trong một tình huống đặt lòng với tư thế hơi ngửa người, bóng đã đi vọt sang ngang. Đứng trước rào chắn của Malaysia đó chính là Faizu và Zoret. Trước khi trận đấu này diễn ra thì các cầu thủ Singapore đang tạm thời xếp ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, cùng có một điểm như là U22 Lào nhưng hơn về hiệu số. Trong khi đó thì với Malaysia có được 3 điểm. Và lên bóng cho cầu thủ Malaysia, Hakimi, rồi Rafiq, Mukhairi chưa thể dứt điểm, Savaranan treo bóng. 1-0 cho các cầu thủ U22 Malaysia. Bàn thắng đầu tiên của số 3 Savaranan ở giải đấu năm nay. Cho dù đã bị loại nhưng chắc chắn đây là một trận đấu mà cầu thủ U22 Malaysia sẽ nỗ lực hết mình cho dù họ đã bị loại. Thực tế thì trong cuộc đối đầu giữa U22 Malaysia và U22 Việt Nam thì đội bóng áo vàng thi đấu cũng không hề tệ, nhưng có lẽ tâm lý quá áp lực đã khiến cho cầu thủ Malaysia đã đánh mất mình. Đánh đâu, coi vẫn còn, không được. Vừa rồi là nỗ lực của Zering, pha lộn xộn trước khung thành của U22 Singapore. Zigri đã rất cố gắng để tung ra một tình huống kiến tạo. Mukhairi rất nhịp nhàng, Mukhairi phạt góc cho Malaysia. Sự phản kháng đến từ các cầu thủ trẻ bên phía Singapore là rất yếu ớt trong trận đấu này. Liên tiếp là những pha dứt điểm của U22 Malaysia. Và với một thế trận như thế này thì rất có thể trong hiệp Azam Ami treo bóng. Đánh đầu. Đứng bật rất cao của Harit. Một trận đấu quá thoải mái cho cầu thủ Malaysia, ngay cả một trung vệ như Harit cũng lên tham gia tấn công rất nhiều. Và chuyền bóng rất dẻo của Azam Ami. Bóng bật người của Harit và đi hết đường. Khá nguy hiểm, bóng rồi sang ngang. Hakimi. Một pha tạt bóng lỗi của Ubadula bất ngờ trở thành một pha nguy hiểm. Đây chính xác là một pha tạt bóng lỗi của Ubaidula. May mắn cho khung thành của U22. Đây là cơ hội của Hakimi. Đến như vậy mà Hakimi còn không dứt điểm được. Ta xem lại pha bóng này. Thậm chí có thể là một tình huống vượt qua cả thủ thành bên phía Singapore, sau đó dứt điểm vào cầu môn trống. Nhưng Hakimi đã đưa ra một 5-1. Aizin bên phía Singapore, nhưng đó chắc chắn không phải là một pha dứt điểm quá nguy hiểm. Hakimi di chuyển rộng,
ngày mà họ cũng thi đấu với rất nhiều những cầu thủ dự bị. Đánh đâu 2-0, không có lỗi việt vị. Nghe nói nếu cứ chơi như thế này thì chắc chắn là trong hiệp 1 Malaysia sẽ có thêm bàn thắng nữa. Một hàng phòng ngự quá lỏng lẻo của Singapore. Bàn thắng của Sia here. Bóng thực sự rất nghiệp dư của thủ thành Mohamed Azim. Bóng không hề mạnh nhưng có vẻ như đã có lỗi việt vị. Rất nhiều những cầu thủ được coi là cầu thủ chính. Saravanan, tốc độ của Saravanan, tạt bóng, đánh đâu, cuối cùng thì đã có bàn thắng cho Hakimi. Chiều cao 1m84, Hakimi đã chiến thắng trong chuyến không chiến vừa rồi. Và tạt bóng của Saravanan là quá hay. Có thể là U22 Singapore sẽ vỡ trận ở trận đấu này. Malaysia đang cố tạo ra một lời chia tay giải đấu đẹp với một chiến thắng cách biệt, một chiến thắng được coi là thuyết phục trước cầu thủ U22 Singapore. Tạt bóng quá vừa tầm. Có một điều khá lạ là ở trận đấu này, thể hình của Hakimi là rất ấn tượng, nhưng huấn luyện viên trưởng của U22 rất nguy hiểm. Không thể hiểu nổi Singapore đang phòng ngự như thế nào nữa. Quả bóng cực kỳ bất cần của số 5 kia. Quả bóng quá dễ dàng. Và bàn thắng thứ hai của Saravanan trong trận đấu này. Người gây áp lực đó là Hakimi. Cú đúp của Saravanan. Hakimi thắng ngang, vẫn còn, dứt điểm, không vào. 4-0 cho cầu thủ Malaysia. Quá dễ bàn thắng họ ghi được. Một động lực khác hẳn. Hat-trick của số 13 Saravanan, và đây là hat-trick đầu tiên ở môn bóng đá nam ở kỳ SEA Games 32. Khi đánh bại cầu thủ Malaysia ở trong trận tranh giải hạng 3 với tỷ số 2-1. Saravanan, một cú poker của Saravanan, 4 bàn. Đây là hat-trick đầu tiên của môn bóng đá nam SEA Games năm nay. Và đương nhiên, đây là poker đầu tiên thuộc về số 13 bên phía U22 Malaysia. Singapore đã không còn đủ tâm lý thi đấu nữa rồi, tinh thần họ đã xuống quá nhiều. Có thể thấy những tình huống bắt bóng của thủ thành Mohamed Azim thực sự khá nghiệp dư. Đây không hẳn là một pha dứt điểm quá khó của Saravanan, nhưng Mohamed Azim lại một lần nữa không làm tốt công việc của mình. 5-0 cho các cầu thủ Malaysia. Đây là Aiman. Không vào. Một tình huống cứu thua trên vạch cầu môn. Nhưng tỷ số vẫn là 6-0 cho các cầu thủ U22 Malaysia với pha dứt điểm bằng chân không thuận từ rất xa của Bukhari. Lần này thì Bukhari đã may mắn hơn với những điều dứt điểm trong hiệp đầu tiên. Thì anh đã sút bóng chạm mép trên xà ngang của U22 Singapore. Cú thua trên vạch cầu môn trước đó của Rebdi không thể cứu cho được khung thành của U22 Singapore ở dưới cái điểm tiếp theo đó của Bukhari. Cơ hội ghi bàn tiếp theo cho Malaysia. 7-0, bàn thắng của Aiman. Thi đấu quá thất vọng của các cầu thủ U22 Singapore. Họ đã vỡ trận một cách quá dễ dàng. Không có sức phản kháng, không còn động lực thi đấu nữa. Thank you.
còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Trận cuộc thì cầu thủ Malaysia thắng U22 Singapore với tỷ số là 7-0. Trận đấu có tỷ số đậm nhất kể từ đầu giải với một cú cocker đến từ Saravanan.